Ông Năm Tép ông chuyển nghề thế nha anh em nhá, đừng có mua âm thanh của ông rồi nhá. Đái ra quần mẹ rồi. Đây gọi là cái dư âm của ngày hôm qua đúng không? Các bác thợ thấy ông chủ thấy có vui không? Thổi đi, tiếp tục cho 5.000 thổi vào lấy loa. Mang 2 kg.